Chào anh em, thì trong clip này tôi muốn giới thiệu đến cho anh em anh Thắng Bịp. Đấy là quản lý của khu vực miền Bắc. Anh em nào có nhu cầu về cái dụng cụ bài lá bịp, đồ sóc đĩa bịp thì anh em liên hệ với anh Thắng qua số điện thoại 0948037979. Thì anh Thắng cung cấp và quản lý tất cả những dụng cụ bịp ngoài miền Bắc anh em nhé. Anh em nào muốn xì lẻ hoặc là muốn mở đại lý bán buôn bán lẻ thì anh em cứ gọi cho anh Thắng anh em nhé. Đấy, thì trên màn hình các bạn đây là cái ví đổi bài này, kính này, đấy, kính Mỹ, kính Hàn này. Đây là kính Mỹ mới nhất 2020 anh em nhé. Đời mới tinh nhỉ. Mới nhất miền Bắc. Thế anh em có nhu cầu mở đại lý hoặc là như nào thì anh em cứ gọi anh Thắng Bịp qua số điện thoại 0948037979 để nhận được những cái giá ưu đãi nhất anh em nhé. Đấy, thì là kính áp tròng này, 2020 này. Đấy, thì anh em nào chơi qua hay là chưa từng chơi qua kính áp tròng thì anh em qua kênh cái video của chúng tôi, thì chúng tôi có kênh YouTube đấy, phần mềm đánh lô đề bịp, thì anh em qua kênh phần mềm đánh lô đề bịp đấy, anh em xem đấy, có video hướng dẫn anh em cách sử dụng, cách đeo kính đấy, với anh em nào mà chưa chơi qua kính anh em nhé, thì cái kính này khi anh em đeo vào mắt này đấy, kính này là kính anh em đeo trực tiếp vào mắt như là kính làm đẹp của chị em phụ nữ đấy, anh em đeo thẳng vào mắt thì anh em có thể là nhìn xuyên lá bài đấy, thì biết trước bài đối thủ. Thì cái mẫu bài thì anh em yêu cầu làm mẫu bài gì thì chúng tôi cung cấp cho anh em mẫu bài đó anh em nhé. Đấy, về cái tác dụng của cái kính áp tròng, anh em chỉ cần đeo vào mắt anh em có thể là nhìn thấy bài như đánh bài ngửa đấy. Còn cách đeo kính là cách sử dụng đấy, thì anh em qua kênh chúng tôi có cái clip để hướng dẫn cho anh em. Đấy, thì vừa rồi tôi giới thiệu tổng quan những dụng cụ chơi bài lá bịp. Đấy, thì anh em có nhu cầu anh em gọi số này gặp anh Thắng Bịp, anh Thắng sẽ tư vấn cho anh em nhé. Thì cảm ơn anh em đã xem clip.